thấy người lớn mà không chào. Ta là ba của Juliet, ta là Julie Phương Trinh. Ba của Juliet, ta là Julie Phương Trinh. Ba là mẹ của Juliet, ta là Julie Phương Hồng Thủy. Ta là chú của Juliet, ta là Julie Toilet. Hay là em gái của Juliet tên là Julie. Ba là bà cô của Juliet tên là Julie Lizu. Còn ta Thiếm. Là bạn trai, bạn gái cũ của anh bạn nhớ. Ta là Los Angeles. Ta là bạn trai cũ của Juliet. Ta tên là Juventus. Juventus. Yeah. Sao nào chàng trai, tới đây có chuyện gì vậy? Con tới đây tỏ tình với bạn S. Cậu trẻ à? Cậu đến đây tỏ tình à? Yes. Không thơm đâu. Không thơm đâu. Tôi chảy vào đâu tôi biết. Nàng S ơi, ta nhìn thấy tóc nàng hơi bù xù ha. Hơi rối bời chút xíu. Bù xù đi. Nhưng không sao, tóm gọn là ta yêu nàng. Con thế nào rồi? Nghĩ Nghiêm. Chúng con xin chào bác tổ trưởng Chu Tư. Bác chào các con. Hôm nay có gì mới không mà sao khán giả nhìn cười vui thế vậy? Dạ hôm nay đứa nào cũng mặc đồ mới. Dạ đúng rồi, hôm nay con cuối tuần cho nên con quyết định sẽ sử dụng một nét son bóng để cho cuối tuần thật là vui vẻ. Hay quá. Trời ơi. Mới vừa nói rồi. Thôi tuần trước nhà chưa sửa, tuần này sập nhà luôn rồi. Trời ơi bác ơi, sao hả cầm len với bác hoài mà sao bác không chịu sửa vậy? Trời thì ban quản lý tháng nào vẫn cũng thu hết. Thôi mà từ từ khắc phục. Các bạn khoe về bộ đồ mới của mình đi à. Bữa nay mình về với trang phục hiện đại đúng không ạ? Đúng rồi, hiện đại không kém phần truyền thống. Wow. Chứ đâu mà ai đâu mà quay chương trình mà bận đồ này đồ kia diêm dúa. Cố tình tạo cái nét riêng đó mà không ai để ý. Trời ơi, từ đó giờ thấy là lập là đội tóc giả không? Nay đội tóc thiệt, cái đầu hối sội gì? Đầu hối sội gì? Ủa vậy hả? Trời ơi. Cái đầu gì mà lắng o vậy? Đội tóc thiệt. Cái đầu là đầu bay bay đó. Tóc người ta là tóc, là tóc Hàn Quốc bay bay đồ. Em là ở trên ốc o em nhìn xuống á là ngay cái đỉnh ngọ của anh á là có miếng da đầu không, không có miếng tóc đi kìa. Trời ơi. Tới tuổi hôi rồi. Thôi tới tuổi rồi, mình bớt nói người ta lại. Thôi. Bớt nói gì đây. Nó hôi rồi. Mà em đứng nãy giờ em đây ồn lắm, bị phân tâm lắm. Sao vậy? Sao cái tiếng gì nó cứ lắc ca lắc cắt, lắc ca lắc cắt, khó chịu vô cùng. Trời. I'm from India. Qua bao đèo núi cao, vượt đường xa, ngọt ngào hương cây trái. Vậy rồi. Dạ bây giờ chắc mọi người đã hiểu được tâm lý của mình khi ở nhà đối diện với Lâm Vĩ Dạ rồi chứ ạ. Phải thường xuyên bị áp lực và phải chịu đựng. Hãy xem như đó là một trò vui của Dạ thôi chứ không gì hết. Ồ bên đây nóc nhà là đỏ không ha? Cái tông trên đây là cái tông gì á? Cái tông lửa hay tông là tông hỏa gì đó? Mình đỏ, hỏa, đỏ rực. Mình hỏa. Tới tầng của chú Lâm. Chúng tôi đơn giản, chúng tôi ngày hôm nay hề không ngoại, không bẹo hình bẹo dạng nữa. Mà chúng tôi là những nghệ sĩ hề. Sang. Sang trọng. Sang chưa? Nói chung là bề ngoài là ta tưởng là hot boy hot girl. Nhưng mà khi tụi tôi nói câu nào là hề mắc cười câu đó, tụi tôi hề bên trong. Chứ không có bẹo hình bẹo dạng như nhỏ đó. Tầng 3, tầng 2 ổn định cho tầng 1 giới thiệu. Ở cái khu ở dưới đây á, thì có phần là thanh lịch điềm đạm một tí xíu. Trời ơi nói gì chẳng cách nào trên đây không điềm đạm. Không có, ý em nói là ở mỗi tầng có một cái màu sắc khác nhau. Ở dưới đây thì là tại mặt tiền mà đôi khi nhìn nó dễ chịu tí xíu. Thì người ta mới bắt đầu người ta vô người ta khám phá, người ta tò mò về cái người ta nói này. Gì? Đẹp, khoe, xấu. Yeah. Mỗi một cái tầng đều có một cái màu sắc riêng, một cái phong cách riêng. Đều vui vẻ và nhộn nhịp hết. Và bây giờ buổi họp đây là kết thúc và chúng ta hãy chuẩn bị chào đón hai người chơi. Đó chính là Chí Diễn và Thanh Mèo. Xin mời ạ. Em hãy giới thiệu về mình đi ạ. Vâng, em xin chào anh Đạt, chào các anh chị trong chung cư ạ. Em là Chí Diễn, em là một YouTuber. Em thường hay làm mấy clip thả thính. Lần trước em đến đây em cũng có thả thính chị Uka. Giờ thả chị Dạ đi. Giờ thả thử chị Dạ đi. Hôm nay em thả thính chị đi cưng. Dạ em thả thính chị cũng được mà sợ anh Đạt cho em về sớm. Không sao, anh chịu được. Mặt dày già rồi ai thả thính, mặt dày già rồi ai thả thính.
Thả thính hoa hậu đi. Hoa hậu đi. Khánh Dân thử đi nè. Em xin phép được gọi chị Khánh Dân bằng em. Cho phép không? Cho phép không kìa. Không, không cho là nhỏ không, không thả liền. Cho phép đi bé. Chị dạ. Đúng mà không được. Dạ. Dạ. Khánh Vân, nếu mà để so sánh tình cảm của anh dành cho em thì nó giống như từ 1 tới 10 vậy á. Vì sao? 1 2 5 7 hình như là không đếm được á. Ồ. Một cái ví von quá trời, em hồ lên đi em. Vậy bây giờ anh Đạt thử thả thính chị Dạ đi anh Đạt. Lâm Vĩ Dạ. Em hãy nghe nhịp tim của anh. 1, 2, 3, 7, 9, 10. Anh có đánh rơi nhịp nào không? Dạ, chị không có cảm xúc gì hết chị vậy. Thôi cái vấn đề này hai vợ chồng về tự vui với nhau đi. Không được đời á. Ê, nó không được đời em. Lâm Vĩ Dạ, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 là lương của anh tháng này sẽ đưa cho em đủ. Ồ, cái thính này đời nè. Cái này đời nè. Nói dùm chị bị mắc thính rồi. Em thấy anh Jin nó cũng rất là nhiều câu thả thính hay. Anh Jin thử thả thính Chibuka đó. Mời ra giữa sân khấu. Thôi áp lực lắm. Tôi nghĩ là rất là vui. Mời em. Yeah. Đó. Dạ bây giờ giới thiệu về gia đình mình đi à. Dạ gia đình em gồm có em Juliet. Đây là ba của em. Đây là mẹ của em. Đây là chú. Chú của em. Em dạ, là em gái. Đây là em gái. Em là bà cô. Bà cô bên kia là đây là bạn trai cũ của Juliet. Em là bạn gái cũ của Romeo. Trời ơi hay quá. Ra nhạc Romeo Juliet đi ạ. Tăng 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 tăng. Xã ơi, sau này mà mình con gái mình có lấy chồng á thì mình gả cho người nào mà đi xa hơi đồ đó. Tiền nuôi con mình đâu. Ơ kìa, có chàng trai nào đang đứng ở dưới vậy? Thằng này chắc bán sữa đậu nành nếu đạp chiếc xe màu xanh. Nè cậu kia, sao dừng xe trước cửa nhà tôi? À dạ. Ê. Ủa? Dạ cho hỏi phải nhà của bạn Juliet không ạ? Dạ. Em đây. Nè, con cái nhà ai tới nhà thấy người lớn mà không chào? Ta là ba của Juliet, ta là Julie Phương Trinh. Ba của Juliet, ta là Julie Phương Trinh. Ta là mẹ của Juliet, ta là Julie Phương Hồng Thủy. Ta là chú của Juliet, ta là Julie Toilet. Hay là em gái của Juliet, tên là Julie Ed. Ta là bà cô của Juliet, tên là Julie Lizu. Còn chào ta thiếm. Là bạn trai, bạn gái cũ của anh bạn nhớ. Ta là Los Angeles. Ta là bạn trai cũ của Juliet. Ta tên là Juventus. Juventus. Yeah. Sao nào chàng trai, tới đây có chuyện gì vậy? Con tới đây tỏ tình với bạn S. Cậu trẻ à, cậu đến đây tỏ tình à? Yes. Không thơm đâu. Không thơm đâu. Tôi chảy vào đâu tôi biết. Nàng Ad ơi, ta nhìn thấy tóc nàng hơi bù xù ha. Hơi rối bời chút xíu. Bù xù đi. Nhưng không sao, tóm gọn là ta yêu nàng. Ồ. Ê, nói câu đó tôi bị dính thính nha. Thôi mình đối với nhau đi. Anh Ô ơi, anh có biết tại sao đầu em rối không? Tại sao vậy? Gặp anh em thấy rối bời. Trên đầu là tóc, trong đầu là anh. Wow. Chàng trai này quả là khôi ngô tuấn tú. Tôi cảm thấy nếu như mà cháu đến với con gái ta thì thiệt là tội cho cháu. Ủa? Mẹ ơi, con quăng mẹ xuống lầu nha. Chàng trai này thế nào à? Dạ. Em thấy okay. Ok á. Ok. Rồi, chạy về nhà sắm xính lễ liền. Dạ. Sắm xính lễ liền. Dạ, vô trên nhà gà chín cửa. Sắm xính lễ liền. Hồng Mao nha. Trời, bé nó như bên đòn xiết ha.